Hi everyone. Today I will correct the exercises in lesson 2 and lesson 3. First, I want to review some important grammar points for you. Now we review lesson 2 and 3. Thì như vậy trước khi tiến hành vào làm bài tập, hai cô sẽ cùng các em ôn lại những điểm ngữ pháp quan trọng trong bài học số 2 và bài học số 3. Trước hết cô sẽ ôn lại cho các em cái phần danh từ countable nào danh từ đếm được, uncountable noun, danh từ không đếm được. Thì đối với danh từ đếm được thì chúng ta phân ra thành hai loại đó là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Singular nào danh từ số ít and plural nào danh từ số nhiều. Thì đối với danh từ số ít các em sẽ dùng mạo từ ờ uh hoặc là in đặt phía trước danh từ à, thì in thì sẽ đứng trước những danh từ có bắt đầu bằng các nguyên âm và đồng thời các em có thể thay thế ở và in bằng số đếm đó là one đối với danh từ số nhiều thì các em sẽ thêm s hoặc là is vào sau danh từ và bên dưới đây là các ví dụ về à, sử dụng ờ in và danh từ số nhiều còn đối với danh từ không đếm được uncountable nào thì các em sẽ sử dụng từ some à, để chúng ta à, thêm vào phía trước các danh từ ví dụ cô có some có nghĩa là một vài à. ví dụ cô có là some cereal some apples như vậy ở đây các em thấy từ some chúng ta sẽ sử dụng trước danh từ không đếm được và danh từ số nhiều các em chú ý câu này nha Chúng ta sử dụng xăm trước danh từ không đếm được và danh từ số nhiều Rồi, các em nhớ chưa nào? Rồi, bây giờ cô sẽ tiếp tục mà qua cái điểm ngữ pháp thứ hai Đó chính là mẫu câu would like à, Would like cô có các viết tắt là như thế này à, Would like có nghĩa là muốn thì nó dùng trong câu mang ý lời đề nghị hoặc lời mời mang tính lịch sự nào, ví dụ cô có nào I fly like a melon I fly like some bananas Or they fly like some bread Rồi Và ở đây chúng ta có câu hỏi Would you like Thì buổi trước cô đã hướng dẫn các em rồi ha Thì would you like Lời mời, lời đề nghị Mang tính lịch sự Would you like some tea à, và nếu như mình đồng ý thì mình sẽ trả lời là Yes please còn mình từ chối lời mời mình sẽ trả lời là no thanks rồi như vậy các em đã nhớ bài chưa nào ok now we do exercise rồi bây giờ các em sẽ sử dụng nè à, would like on awesome để các em sẽ hoàn chỉnh các câu sau cho cô nhé Now number one, he orange. He would like an orange. The orange bắt đầu bằng nguyên âm cho nên chúng ta dùng mạo tử an. Okay, number two, my parents noodles. My parents would like some noodles. Number three, Nam milk. Nam Would like some milk Thì milk là danh từ không đếm được Các em dùng cho cô từ some Number four The children melons The children would like some melons Melon là danh từ đếm được Ở số nhiều ha, Người ta thêm s nè các em Như vậy chúng ta cũng dùng từ some Number five We cucumber We would like a cucumber thì cucumber là danh từ số ít đếm được Thì chúng ta dùng mẫu từ ở uh. Rồi như vậy các bạn để tất cả các bạn nhớ bài lại chưa nào Rồi bây giờ chúng ta tiến hành vào sửa bài tập trong sách uh, sách bài tập của các em nha Ok now take out your workbook Now you open your workbook page 55 Exercise 1 Listen and draw lines. À, trong bài tập số 1 này các em sẽ có bài tập luyện nghe Bây giờ các em sẽ nghe và xác định tên của các bạn trong tranh Ok Now you listen carefully and then you connect the name to each person To each student in the picture Listening 16 Listen and draw lines 1 My friends and I are going for lunch together. Oh, that's nice. What are you going to have? We all want different things. Nya is having cookies. Oh yes, I can see Nya. She has cookies on her tray. Okay. Như vậy đây là câu mẫu. À, người ta đang nói đến bạn nga. Bạn nga có bánh cookie. À, nghe được tên món ăn nha các em Để xác định tên của bạn nha Bây giờ các em sẽ xác định tên món ăn Sau đó mình sẽ xác định bạn nào à, Là tên gì Now we continue Two. So, where is your friend Lum? Lum is having an apple. He likes healthy food. Yes, an apple is a good choice. 3. Keem chooses healthy food too. She's having an orange. Oh, yes, good choice, Keem. Four. Where is Hua? She's there on the end. Hua is having an egg. Oh yes, I see her now. Five. And who else is having lunch with you? Um Lee is having lunch. And what is Lee having? She's having some noodles. So is there anyone else? Yes, there's me, Zeng. Of course. And what are you having, Zeng? I'm having bread. Bread is my favorite. Okay, now one more time. Thì lần nghe thứ hai này các em chú ý nghe rõ tên của các bạn nhé. Các bạn nghe tên, sau đó nghe món ăn để mình biết là bạn nào tên gì. Listening 16. Listen and draw lines. 1. My friends and I are going for lunch together. Oh, that's nice. What are you going to have? We all want different things. Nya is having cookies. Oh, yes. I can see Nya. She has cookies on her tray. Two So where is your friend Lum? Lum is having an apple. He likes healthy food. Yes, an apple is a good choice. three. Keem chooses healthy food too. She's having an orange. Oh yes. Good choice, Keem. Four. Where is Hua? She's there on the end. Hua is having an egg. Oh yes, I see her now. Five. And who else is having lunch with you? Um uh, Li is having lunch. And what is Lee having? She's having some noodles. Six So is there anyone else? Yes, there's me, Zing, of course, and what are you having Zing? I'm having bread. Bread is my favorite. Okay, now listen again and let's check the answer with me. Okay, now listen again and check the answer with me. Listening 16. Listen and draw lines. 1. My friends and I are going for lunch together. Oh, that's nice. What are you going to have? We all want different things. Nya is having cookies. Oh, yes. I can see Nya. She has cookies on her tray. Too. So where is your friend Lum? À, nghe cô này hỏi đến là Lum thì mình chú ý tên của bạn và xem coi bạn Lâm là bạn nào nhé. Lum is having an apple. He likes healthy food. Yes, an apple is a good choice. Okay, thì bạn nào là bạn Lum đây các em? À, bạn Lum là having an apple. À. Như vậy chúng ta sẽ gạch nói vào à, đây. Bạn này chính là bạn Lum. Now we continue. Three. Kim chooses healthy food too. À như vậy các em nghe tên của bạn gì nào? À chúng ta nghe từ Kim. À chú ý chú ý là từ Kim cho cô nhé. Xem có bạn nào là bạn Kim nè. She's having an orange. Oh yes, good choice, Kim. Now Kim choose an orange. Four. Where is Hua? She's there on the end. Hua is having an egg. Oh, yes, I see her now. Okay, it's very easy. Hua? She has an egg. Five and who else is having lunch with you um, lee is having lunch and what is lee having she's having some noodles lee she has some noodles six so is there anyone else yes there's me zing of course and what are you having zing I'm having bread. Bread is my favorite. Ok, như vậy bạn ha, trò chuyện với cô nãy giờ chính là bạn Giang ha, It's me, Giang à, Đó là tôi đấy yeah. Rồi, các em kiểm tra trong sách bài tập của mình Coi mình làm có đúng với đáp án trên bảng của cô không nha Rồi, bây giờ chúng ta xem, chuyển sang bài tập kế tiếp nào Now we turn to exercise 2. Complete the question and write the answer. À, bài tập này người ta yêu cầu mình là à, hoàn chỉnh câu hỏi và câu trả lời. thì trong bài tập này các em chú ý cho cô à, mẫu câu hỏi Would you like? và nhìn vào gương mặt à, của người đối diện để mình biết xem à, người ta sẽ trả lời yes hoặc là no và nhìn vào món ăn để các bạn hoàn chỉnh chào câu hỏi cho cô Các em chú ý số ít số nhiều để chúng ta sử dụng xăm hoặc là ờ uh, hoặc là ẩn cho đúng nha Rồi, for example number one Would you like some water? À, ở đây chúng ta có từ nước thì nước là không đếm được cho nên đây là câu hỏi chúng ta sử dụng xăm à, Và mặt bạn tươi cười thì như vậy bạn trả lời là yes please Rồi, chúng ta tiếp tục làm bài câu số 2 Would you like? À, chúng ta thấy có một món ăn ở đây, như vậy món ăn đó là món gì nào? Salad, ha, rau trộn. Would you like some salad? Rồi, mặt bạn rất là buồn, bạn không thích bạn từ chối nè, no thanks. Number 3. Would you like? À, would you like an ice cream. Và bạn cũng gương mặt như thế nào các em? À, gương mặt buồn, no thanks. Number four Would you like a banana? Và bạn rất là tươi cười ha, Chấp nhận Yes please à, Bài tập này khá là dễ dàng ha Bài tập này chủ yếu các em chú ý cho cô Danh từ số ít số nhiều Đếm được hay là không đếm được Để chúng ta sử dụng Sum uh, ở hoặc là in cho đúng Rồi các em sửa bài tập đi nào Now we turn to exercise in lesson 3. Page 56. Bây giờ các em mở trang sách bài tập của mình ra trang 56, chúng ta cùng làm bài tập của bài học số 3 nào. Exercise 1. Complete the question with a or some and a food word. Như vậy bây giờ um, người ta yêu cầu các em là hãy hoàn chỉnh câu hỏi sử dụng ờ uh, hoặc là some và tên của một món ăn. Thì món ăn là trong tranh người ta cho các bạn hai món ăn. Mỗi bạn như vậy có hai món, một món bạn uh, chọn và một món, bạn không chọn. Như vậy các em hãy nhìn và quan sát và chúng ta hoàn chỉnh câu hỏi cho cô nha. For example number One Would you like some onions, Stacy? À bạn này tên là Stacy và onions, bạn dùng Yes please Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây Chúng ta sẽ điền được là onions Và ở đây à, Trong cái bức tranh của bạn Stacy Có một cái quả dưa nữa Và bạn trả lời là no thanks Như vậy chỗ này mình sẽ điền là ở melon Would you like a melon? No thanks Rồi bây giờ các em tiếp tục làm bài cho cô nha Ok now one minute for you Do you finish? Now let's check the answer. Number three. Would you like Mark? Ah, đây là bạn Mark. Would you like? Bạn trả lời yes please như vậy. Đây, uh, would you like some meat? Ah, would you like some meat Mark? Yes please. Would you like some cereal? Would you like some cereal? No thanks. Number 5. Emma, ha, bạn tên là Emma. Would you like a lemon? À, đây là hình một quả chanh. Yes, please. Would you like a lemon, Emma? Yes, please. Would you like a cucumber? No, thanks. Rồi các em hiểu bài chưa nào? Rồi các em sửa bài vô vợ cho cô nha. Rồi chúng ta xem bài tập kế tiếp nào Now we turn to exercise 2 Now we turn to exercise 2 What would you like for dinner? Write a, uh, an awesome and food works Bây giờ người ta yêu cầu các em là hãy viết uh, những món mình muốn cho bữa ăn tối Và mình có sử dụng các mẫu từ ờ, uh, uh, hoặc là xong và tên của các món ăn Ví dụ bây giờ À, cô cần ăn tối cô muốn ăn cơm à cô muốn ăn cơm với lại thịt gà với lại rau và chuối như vậy cô sẽ viết thế nào nè Rồi, à, cái quan sát cho cô nha I like some rice rồi khi các em viết các em liệt kê thì các em phải có dấu phẩy cho cô nha I'd like some rice some chicken some salad à, cô muốn ăn rau nè and à, và cuối cùng khi các em liệt kê ra hết tất cả các món cuối cùng các em mới sử dụng từ and vào nhé các em and ở uh, banana For dinner. Và cuối câu các em nhớ cho cô dấu chấm câu. Các em rất hay bị lỗi ở chỗ này nha khi cô nhắc lại nha khi chúng ta liệt kê thì các em phải sau mỗi món các em có dấu phẩy và cuối cùng món cuối cùng các em mới dùng từ n để nói lại và cuối cùng các em phải có dấu chấm câu khi viết câu phải có dấu chấm câu đó là à, cô nói về các món ăn cô thích I like some rice, some chicken, some salad and a banana for dinner. Rồi bây giờ các em tiếp tục viết về mình nha, các em thích ăn gì, các em muốn ăn gì vào tối nay có thể nói với mẹ mình à, để mẹ mình chuẩn bị cho mình buổi tối. It's very easy for you. Now the last exercise. Exercise 3, read the song in the student book. Put the number 1, 2, 3 in the correct box at the supermarket bây giờ người ta cầu các em hãy đọc lại bài hát trong trong sách học của các em à, thì bữa trước cô cho các em nghe bài hát at the supermarket à, bài tập này các em tự làm ở nhà cho cô được nha các em đọc lại và đánh số theo thứ tự từ 1 đến 12 rồi như vậy cô vừa sửa bài tập cho các em xong phần bài tập của lesson 2 và lesson 3 cô chúc các em vui học nào chào tạm biệt các em nè ok goodbye see you again